chở ở trong rồi anh đem ra chở ra ngoài rồi à, chuyên gia vậy đó. Chở cái trong này là chở ra ngoài hết là sao? Nước hết sao? Không nhận. Không nhận thì có chứ, cái đường này to ghê. Hơn thang ngoài cái sân cuộn sân chơi à. Lý tưởng quá.